nay mình sẽ làm clip về uống trà sữa. Ai mà thua thì sẽ ăn một lát tắc trong khoảng này nhé các bạn. Vâng ạ. Bây giờ mình nhé các bạn. Mình sẽ ăn hết thật uống trà sữa nhưng mà vứt đá đi nhé các bạn. Ai ăn hết đá đi ba. Đây, đây là bé Pin. Yeah. Bé Pin, đây là cháu của chị Thư đây này, dễ thương không? Đây bé Pin. Ơi ơi, chị làm đồ. Bé Pin nha. Thư cẩn thận lên, nó làm đồ một phát là khỏi uống. Rồi. Rồi bé Pin ngồi đây xem nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu uống nha. 1 2 3. Cho miếng hạt nha. Cho Nhi cục đi thôi. Đẩy ra đồ đá. Đúng. Không ai nhường nhịn ai. Ngay là người thất cuộc. À hết rồi nha các bạn. Hết rồi ơi. Lấy đài sạc báo. Rồi chị Nga sẽ là người ăn một lát cho tắt các bạn ơi. Ăn đi. Không hề đâu rồi mẹ. Hên. Giờ xem hình phải cho người thua này. Ôi sao đời tôi khổ quá vậy. Thì nó có ống hút nó vô. Của đến nào thìa, của đến nào nhập vào nhá. Còn thẻ luôn. Một miếng thôi, một miếng thôi. Không ăn hết quả đâu. Ta biết mà. Các này vừa mới hái trên cây xuống đấy. Oh my god. Trời ơi, nó đặc. Đi đâu mà nó đặc. Ha 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 ha.